tưởng rằng lừa được bạn trai cũ lên giường để đổ vỏ, gái hư nhận cái kết kinh hoàng. Tôi cứ nghĩ mình là người thông minh, nắm được trong tay cả sinh mạng và tình yêu của kẻ khác. Nào ngờ đâu lại chuốc về cho bản thân một cái kết thật là quá cay đắng. Ngay sau ngày cưới, mẹ tôi thì ngất lên ngất xuống, còn bố thì ngồi im lặng trong nhà. Tôi từng nghĩ là mình sẽ chết đi cho đỡ nhục, nhưng nghĩ vì con và vì gia đình, tôi cần phải sống để chịu người đời sỉ nhục. Tôi hận bản thân mình 1 thì hận anh ta 10. Chính vì đòn trả thù tàn độc đó mà đã đẩy tôi vào bước đường như ngày hôm nay. Hùng là người yêu cũ của tôi, người mà tôi đã yêu suốt 4 năm đại học, nhưng cuối cùng thì không đến nhau, vì anh ta quá nghèo, đã nghèo lại còn không có ý chí tiến thủ. Sau khi ra trường, Hùng thất nghiệp nguyên 3 tháng đầu, rồi đi làm linh tinh, lương thì chẳng đủ sống. Khi mà bạn bè lần lượt đi ăn, đi du lịch, bèo bèo thì cũng có đứa đưa bạn gái đến quán trà sữa sang chảnh tháng 1-2 lần, thì Hùng lại đi sống bằng tiền đi làm của tôi. Cùng lúc đó ở công ty tôi có quá nhiều người theo đuổi. Nói không phải tự khen, tôi là con gái trong một gia đình có điều kiện. Từ nhỏ tôi đã chẳng phải lo làm lụng gì, nên da rẻ đẹp, lại thừa hưởng nét đẹp của mẹ, nên đi đâu cũng được người ta khen là dễ thương và xinh xắn. Ngày tôi yêu Hùng, cả nhà tôi ủng hộ vì Hùng học rất giỏi. Bố mẹ Hùng cũng làm nông nhưng là người tử tế. Nào ngờ đâu khi mà đi làm thì anh mới bộc lộ hết bản chất của mình. Trong số những người tán tỉnh tôi ở công ty có anh Tú, là đồng nghiệp cùng phòng tôi, tỏ ra là một người có chí hướng, cũng quan tâm và rất yêu chiều tôi. Tú biết tôi là người đã có người yêu nhưng vẫn thể hiện tình cảm của mình ra mặt. Tú có nhà riêng ở Hà Nội, lại kinh doanh riêng nên tiền bạc không phải là vấn đề đối với anh ấy. Hàng tuần Tú đều đưa tôi đi ăn, đi chơi và còn đưa đón tôi đi làm luôn. Ban đầu thì tôi cũng không quan tâm lắm, vì thật ra là tôi vẫn luôn tôn thờ chủ nghĩa trung tình, một vợ một chồng. Nhưng mà khi bạn đã quá chán ngán với cái cũ mà lại có một cái mới tốt hơn gấp trăm ngàn lần thì bạn sẽ chọn cái gì? Tôi cũng như thế, tôi phải chọn cái tốt nhất cho mình. Tôi chia tay Hùng một cách không thương tiếc, ngay sau khi nhận được mời đi du lịch Bali 4 ngày 3 đêm cùng với Tú. Nói tôi ham tiền, tôi không ham, nhưng mà nói tôi có ham cuộc sống giàu sang hay không thì chắc chắn là có. Tôi nhìn thấy tương lai của mình ở Tú, tôi thấy được cảnh ăn trắng mặc trơn, thấy cái cảnh sáng sang chảnh đi làm, chiều vào nhà hàng ăn uống rồi lại về quây quần với nhau. Thay vì phải đầu tắt mặt tối ở công ty, chỉ nơm nớp lo bị đuổi việc vì không có tiền lo cho chồng cho con, tôi mặc kệ Hùng níu kéo chạy theo tình mới. Tôi mặc kệ cả những lời dị nghị của đồng nghiệp, bạn bè để sống trọn vẹn với thứ tình yêu mới mẻ của mình. Nào ngờ chỉ đúng 1 tháng nhận lời Tú, chúng tôi lại chia tay, không có một lý do, cũng chẳng có một lời giải thích nào. Đơn giản là bởi vì sau chuyến đi du lịch trở về thì Tú dần hờ hững với tôi, không còn ngọt ngào nói chuyện, không còn đón đưa, và tới một cuộc điện thoại hay một tin nhắn cũng không có. Hơn 1 tháng chia tay, tôi như một con thú điên dại, vội vàng tìm tới Hùng. Thật may là anh ta chưa biết tôi chia tay vì đã lỡ say mê người mới giàu sang hơn. Sau đêm đê mê, tôi rót vào tai Hùng những lý do lãng xẹt để biện minh cho bản thân của mình. Còn Hùng thì tin tôi thật lòng yêu anh ấy nên mới thử chia tay một thời gian để thử nhìn nhận lại tình cảm của mình như thế nào. Hùng đề nghị tôi cưới. Anh mới tìm được một công việc mới phù hợp với ngành học, đúng với sở trường và với mức lương khá cao. Dù tôi biết rằng cuộc sống sau này cũng sẽ còn nhiều đổi thay, nhưng mà tới thời điểm hiện tại thì đó đều là tất cả quá ổn để có thể cưới xin. Tôi đồng ý ngay lập tức, không cần suy nghĩ thêm, tôi gật đầu lấy Hùng. Không có màn cầu hôn lãng mạn như tôi nghĩ, không có hoa cũng chẳng có nến. Chỉ sau đúng 2 tuần chuẩn bị, tôi lên xe hoa. Tôi vội vã tới mức mà áo cưới cũng không kịp may, ảnh cưới cũng chỉ chụp qua loa có đúng 3 cái. Bố mẹ hai bên thì đều rất vui vẻ. Chỉ có 2 đứa tôi, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình. Tôi lừa Hùng. Nào ngờ người bị ăn cú lừa to hơn lại chính là tôi. Trong tiệc cưới hôm đó, lúc mà MC hô hào mọi người đứng dậy, tất cả cùng chúc mừng tân lang và tân nương, thì Hùng xin phép được nói vài điều. Anh nhìn lên màn hình, rồi mở đoạn clip anh đã tự tay chuẩn bị. Ban đầu là những hình ảnh hạnh phúc của 2 đứa, rồi tới những hình ảnh theo dấu mốc 4 năm yêu nhau. Cuối cùng là ảnh cưới và ảnh siêu âm thai. Tất cả đều vỗ tay vì nghĩ Hùng cưới được cả trâu lẫn nghé. Thì màn hình lại hiện một chữ to đùng, đó là không phải con tôi. Tôi ngã quỵ và ngất xỉu ngay vì quá sốc. Hùng biết tôi có thai từ lúc nào. Anh ta biết cái thai đó không phải là của anh ta, nhưng vẫn cố tình đề nghị cưới tôi. Lúc tôi tỉnh dậy thì bố mẹ đang khóc. Hùng đứng bên ngoài chỉ nhìn thấy tôi rồi quay lưng đi. Mọi thứ chóng vánh kết thúc trong vòng 2 tuần. Tôi có chồng rồi lại mất chồng. Tôi một đời chồng, một đứa con. Hạnh phúc là một điều giả dối, còn nỗi đau là một sự thật. Tôi phải sống thế nào với quá khứ bị chồng lột mặt nạ ngay trong đám cưới? Rồi con tôi sau khi ra đời, nó sẽ nghe gì về đám cưới của mẹ nó? Nó sẽ cảm giác như thế nào đây? Tôi thật sự vừa rất đau đớn mà lại vừa rất ân hận, cũng như rất hận người đàn ông quá tàn độc kia. Các bạn thân mến, vừa rồi là lời tâm sự của một cô gái trong cuộc, nghĩ rằng mình khôn ngoan lừa được bạn trai cũ lên giường để đổ vỏ, nhưng ai ngờ lại nhận lại một cái kết cục quá cay đắng. Bản thân cô ta thì rất hận người đàn ông này, nhưng thực ra nếu nhìn ở một góc độ khách quan thì đây không phải là một cái kết cay đắng, mà đây là một cái kết xứng đáng thì đúng hơn. Các bạn thân mến, đúng là việc chọn được một người phù hợp để có thể lấy làm vợ là một trong những quyết định lớn nhất của cuộc đời người đàn ông. Lấy vợ vốn dĩ là một chuyện đại sự, và dù là đàn ông hay là phụ nữ thì cũng đều phải cân nhắc thật kỹ, kẻo một khi lấy nhầm là bi kịch có thể sẽ xuất hiện. Thậm chí bi kịch có thể xuất hiện ngay sau khi mà bạn đã chót yêu một người nào đó. Theo cách nói thông thường thì phía sau sự thành công của một người đàn ông luôn có hình bóng của một người vợ tốt. Người phụ nữ luôn chiếm một vai trò rất quan trọng đối với vận may của một gia đình. Người phụ nữ sẽ làm cho gia đình trở nên hạnh phúc, hòa thuận và êm ấm. Nhưng ngược lại sẽ có những kiểu phụ nữ mà sẽ khiến cho gia đình khó có thể hòa thuận và dễ đi vào con đường đổ vỡ. Và người phụ nữ giống như trong câu chuyện vừa rồi chính là một trong 3 kiểu phụ nữ mà tệ hại nhất, và tất cả những người đàn ông thì nên tránh xa. Đó chính là kiểu phụ nữ mà có thể sẵn sàng mang người đàn ông ra để làm bình phong cho hành động sai trái của mình. Một người phụ nữ cơ hội và không có lòng lương thiện. Trên đời thì vốn dĩ không có chuyện miếng ăn tự nhiên từ trên trời rơi xuống. Thành công của một người không thể tách rời những thứ mà họ tích lũy hàng ngày. Vậy nhưng trong cuộc sống vẫn có những người phụ nữ cơ hội, không chịu cố gắng, cũng không chịu nỗ lực, mà chỉ nghĩ đến việc không làm mà lại được hưởng. Mẫu phụ nữ này thì không quan tâm đến sự vất vả của chồng, chỉ thích than vãn và so sánh chồng mình với người khác. Trên đời này thì chẳng có gì là miễn phí cả. Vì thế không nên chỉ biết tính toán, mà phải biết tận tâm làm việc, sống có kế hoạch và xác định rõ mục tiêu xây dựng cuộc sống bằng chính đôi tay của mình, không phù phiếm và không than vãn. Cứ như vậy thì vợ chồng mới có thể ở bên nhau, và ngày tháng trôi qua thì mới có thể ngày càng tươi sáng và lo được cho các con hơn. Người phụ nữ chính là phong thủy của một gia đình. Phong thủy tốt thì gia đình hưng thịnh, còn phong thủy xấu thì gia đình đấy chắc chắn sẽ lụi bại. Mẫu phụ nữ thứ hai mà đặc biệt là những người đàn ông cần phải tránh xa, và tốt nhất là cũng không nên chọn mẫu để làm vợ, đó chính là những người phụ nữ có tính khí nóng nảy, quen thói mắng chửi người khác. Có những người phụ nữ lúc tức giận thì họ sẽ chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì, và chỉ cốt là làm sao cho được hả lòng hả dạ. Thậm chí là họ không ngán dùng những lời lẽ rất khó nghe để làm tổn thương người khác. Hơn nữa lại còn thượng càng chân hạ càng tay. Điều này gây ảnh hưởng rất xấu đến chồng và con, cả là những người lớn tuổi trong gia đình. Một người phụ nữ tốt thì nhất định phải kiềm chế được tính khí của bản thân. Những người mà như thế thì luôn hiểu rõ không nên bộc lộ sự nóng nảy của bản thân, chút sự giận dữ lên những người mà mình yêu thương. Họ cũng sẽ không bao giờ đem những chuyện không vừa ý ở bên ngoài xã hội về nhà, bởi vì nếu như vậy một thời gian thì họ sẽ khiến cho ngôi nhà của mình trở nên u ám, bị bao phủ bởi một bóng đen vô hình, và đang vô tình biến ngôi nhà của mình trở thành đống rác của xã hội. Chỉ mà khi mỗi thành viên trong gia đình nói chung và người phụ nữ nói riêng giữ được sự bình tĩnh thì mới có thể giữ được hạnh phúc cho gia đình bền lâu, làm cho bầu không khí trong gia đình trở nên ấm cúng và vui tươi hơn. Mẫu phụ nữ thứ hai mà các anh cũng nên tránh xa, đó chính là những người phụ nữ ích kỷ và lười biếng. Một người mà chỉ biết đến bản thân mình và lợi ích cho cá nhân mà lại không chịu cho đi thì sẽ không thể nào nhận được sự tôn trọng của người khác. Đặc biệt với một người phụ nữ, hậu quả của sự ích kỷ lại càng tệ hại hơn. Những người phụ nữ kiểu này thì thường chỉ biết đến mình và không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Lười biếng không biết chăm lo đến cuộc sống cho gia đình và con cái. Lúc bực tức thì họ sẽ trút hết cơn giận dữ lên chồng con. Khi hết tiền thì lại chỉ biết ngửa tay xin tiền chồng mà không quan tâm đến tình hình thực tế, cũng không biết nghĩ cho tương lai của bất cứ ai, thậm chí là cả con cái của mình. Tất nhiên là khi mà kết hôn với kiểu phụ nữ này thì gia đình rất khó có thể đạt được hai chữ hạnh phúc. Người phụ nữ không biết chăm lo cho gia đình, không biết chăm lo cho tổ ấm thì sớm muộn cũng sẽ bị hủy hoại. Trong mắt những người phụ nữ này thì bản thân họ luôn là người đúng. Chồng nếu có làm gì trái ý thì họ sẽ không ngần ngại mà buông lời trách móc cũng như là chỉ trích. Và để có một gia đình hạnh phúc thì không thể chỉ dựa vào sự nỗ lực từ một phía, nhất định phải có sự cố gắng và toàn tâm toàn ý của cả hai. Có như thế thì gia đình mới ngày càng hòa thuận và yên vui. Các bạn thân mến, như vậy là trong video tâm sự tối ngày hôm nay, chúng tôi đã gửi đến các bạn câu chuyện về một cô gái tưởng rằng khôn ngoan lừa được bạn trai cũ lên giường để đổ vò cho gã nhân tình đều giả của mình. Nhưng sau cùng thì lại nhận được một cái kết cục rất xứng đáng với những mưu mô mà mình đã gây ra. Qua đó chúng tôi cũng xin phép gửi đến các bạn 3 kiểu phụ nữ mà tốt nhất là những người đàn ông không nên dây dưa vào ngay từ lúc còn yêu đương, chưa muốn nói là lúc quyết định cưới cô ta làm vợ. Vì thực sự phụ nữ, người vợ chính là phong thủy của một gia đình, và lấy vợ luôn luôn là một trong những quyết định lớn nhất của cuộc đời người đàn ông, nên các anh cần phải soi xét cho thật kỹ và nên né những kiểu phụ nữ này càng sớm càng tốt. Hy vọng là những lời chia sẻ trong video tối ngày hôm nay của chúng tôi đã góp phần giúp cho bạn có những hiểu biết mới, cũng như có thêm được nhiều những góc nhìn mới cho cuộc sống xung quanh chúng ta hơn. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian, đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.